Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi có cho anh em một con máy cưa xích Echo V3401 full rin hết cho anh em. Đó, con này mã số máy đây, 003148. Máy của Nhật xịn nha các bạn. Con này sử dụng lam Oregon đầu Latin luôn nhá, xích chuột, em cắt xích mới anh em luôn. Đó, máy rất đẹp, mới Casio. Đó, tất cả đều hoạt động ngon lành nha các bác. Con này thì cái mẫu máy cưa nhỏ anh em sử dụng trong gia đình. Đó, nòng 38 ly, công suất 34cc. Đó, trọng lượng là gần 5kg nha các bác. Đó, con này sử dụng lam đầu Latin, lam dài 40, sử dụng 35, full rin theo máy luôn nhá. Đó, anh em là chốt cây này thì liên hệ trực tiếp qua số tại 0345050399. Echo đời mới. Đó, dòng Echo khá nổi tiếng của Nhật nhá. Đó, được xích cắt nổ luôn. Bảo hành cho bác 1 năm sử dụng nha. Rồi, anh em là chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345050399 nha các bác. Rồi xin lỗi toàn thể anh em.